Smartphone trên tay mình thì có giá vài chục triệu, thậm chí là dưới 1 triệu cũng có. Nhưng trải nghiệm thì thực sự là không có thể so sánh với nhau được. Bởi vậy nên mà các bạn thấy rằng là một chiếc iPhone giá trên 30 triệu bán số 1 trên thế giới. Máy lọc không khí như thế, 3 triệu nhà mình cũng có rất nhiều. Nhưng các bạn đã bao giờ nhìn thấy một chiếc máy lọc không khí có giá hơn 30 triệu đồng, ngang ngửa với chiếc iPhone 12 Pro Max 512GB thế này chưa? Và mỗi lần các bạn hít thế này, lỗ mũi mình nó sướng hơn bao giờ hết. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cảm giác của một người nhiều tiền khi dùng một chiếc máy lọc không khí mà mình đang có ở đây. Sản phẩm có tên là AirPods AI 600 với mức giá thực sự khiến tất cả các bạn phải sốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Binance International. Rồi, để cho mọi người thấy là cái độ hiệu quả của lọc không khí này thì chúng ta tạm gọi nó là một sản phẩm flagship. Với chiếc máy lọc không khí các hãng khác giá chỉ bằng 1/10 thì sự khác biệt nó như thế nào? Mình sẽ đo ở cửa ra của máy lọc. Mình dùng một thiết bị chuyên dụng để đếm số hạt bụi mịn, bụi siêu mịn kích thước từ 0.3 micron trở lên để xem là qua lõi lọc của máy nó sẽ loại bỏ được bụi ở mức nào. Anh em sẽ thấy là bảng so sánh. Thực sự rất bất ngờ khi mà chiếc AirPods nó lọc đến mức tất cả con số hạt bụi mịn đều bằng 0. Mình nhấn mạnh đó là bằng 0. Cái bất kỳ một hạt bụi nào kích thước là 0.3 micron cũng đều không thể mà vượt qua được cái lớp lõi lọc của chiếc máy này. Những chiếc máy còn lại thì lượng bụi đã giảm đi cách đáng kể so với việc đo trực tiếp không khí trong vòng. Tuy nhiên cái việc đáng kể và việc triệt tiêu hoàn toàn là khác nhau. Nên chiếc máy này đã thể hiện nó đắt và sắt ra miếng. Và đây là cái điểm mà mình nghĩ rất sốc, mà mình đã từng review rất nhiều máy lọc không khí mà mình, nếu mà các bạn bảo với tôi là một chiếc máy lọc lọc sạch hoàn toàn, mình bảo đấy là bịp. Cho đến khi mình thực sự được trải nghiệm và ngửi, hít thở với nó ở trong phòng này. Và để kết quả mà lọc tuyệt đối như thế này thì mọi thứ đều được làm rất to. Nhìn sơ qua con này giống như một cái trạm vũ trụ và nó nặng. Để show cho anh em xem, thứ nhất là các bạn thấy là kích thước của máy này to nhiều so với những cái máy là vài triệu đồng. Nguyên nhân là lõi lọc bên trong là nó cực kỳ lớn và con AirPods AI 600 thiết kế dạng module. Cách tháo ra rất đơn giản thôi. Nào lại đây các con ghệ. Nó giống y hệt cái cặp lồng mà ngày xưa chúng ta mua về để ăn cơm. Thì các bạn sẽ bấm vào hai cái nút gỡ hai bên đây này, này. Đó. Và các bạn sẽ chỉ cần nhấc các cái module này lên. Các bạn thấy là không khí hút từ dưới hút lên nên lớp lọc bên trên là lớp lọc cuối cùng. Và xịn nhất là màng lọc HEPA H13 của hãng 3M đến từ Mỹ và nổi tiếng về vật liệu lọc điển hình như là khẩu trang 3M, các bạn thấy không ạ? Được tin dùng khắp trên thế giới, đợt trước còn cháy hàng. Anh em chưa biết, đây là lớp lọc hiệu quả cực kỳ cao, lên đến 99,99% bụi siêu mịn PM2.5 và thường để lọc trong các phòng mổ bệnh viện, nơi đòi hỏi là phải sạch sẽ nhất của lớp lọc hiệu quả cao. Và các bạn cũng nên đeo nó sử dụng hàng ngày để lên mạng, bởi vì bây giờ cộng đồng nó toxic lắm mọi người ạ. Lớp lọc tiếp theo là than hoạt tính, nó thể hiện ngay bằng cái màu đen như thế này, được nhập khẩu từ Canada. Nhúng một cái lớp hóa chất alumin giúp cho khử khuẩn này, nấm mốc xuất hiện trên bề mặt than. Nặng lắm chú nhấc đi. Rồi, đây lần đầu tiên mà mình thấy cái lớp lọc than hoạt tính mà nó to và nặng như thế này nha các bạn. Đây, rất là dày luôn. Riêng chỗ than hoạt tính đã là 5 kg, loại bỏ mùi hôi, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và hấp thụ vật lý và hóa học. Theo hãng chia sẻ thì nhờ áp dụng công nghệ là Multi Mix Media độc quyền cộng với thiết kế tối ưu hấp thu tối đa, những chiếc gây mùi sẽ được giữ lại ở lớp than hoạt tính vĩnh viễn cho đến khi bạn thay bộ lọc mới mà không cần lo là nó sẽ bị lọt ra ngoài. Và máy lọc không khí đắt tiền thì quạt cũng phải xịn. Đây, mời các bạn xem. Cái phần mà quạt này nó có nguồn gốc rõ ràng, đó là của hãng IBM PAS và nhập khẩu từ Đức, đảm bảo không khí được lưu thông tốt nhất, độ bền của quạt Đức thì không phải bàn rồi. Kiểu đầu tư một lần là dùng cả đời, nó cũng được thiết kế đảm bảo cho công suất gió lớn, tiết kiệm điện và hạn chế những rung động trong quá trình vận hành và giảm tối đa độ ồn. Tuy nhiên thì do studio giới hạn nên việc đo lường rất khó, nên mình sẽ show cho anh em xem thông số mà hãng đưa ra để anh em dễ hình dung. Và trước khi không khí được hút từ dưới chân đế lên thì cũng đã qua một lớp lọc thô để loại bỏ bụi cơ bản ngay từ đầu. Chân đế được thiết kế có thể hút gió 360 độ nên đảm bảo là khả năng lọc sạch không khí trong phòng rất là nhanh. Các bạn sẽ nhìn thấy là có cái khoảng trống như này là đủ hiểu rồi. Và luồng khí cũng được tỏa ra với cửa gió 320 độ để không khí lưu thông trong nhà. Đến ngay cả màng lọc thô F7 còn được nhập khẩu từ EU, đó cụ thể là Phần Lan. Và thiết kế dạng module của AirPods nhằm tối ưu tuổi thọ của từng bộ lọc, giúp tiết kiệm chi phí khi không cần phải thay cụm lọc, có thể dễ dàng thay thế lõi lọc của anh em kỹ tính trong việc lọc không khí, có thể tùy biến theo từng nhu cầu khác nhau như trời lạnh, khô, cần lõi lọc khác. Nếu mà có trẻ con muốn sạch khuẩn thì có thể lựa chọn lõi lọc theo cấp độ y tế. Mọi thông tin về chất lượng không khí, độ ẩm đều được thể hiện trên màn hình cảm ứng của nó là 5 inch và trên cả ứng dụng smartphone mọi người dễ dàng là cài đặt và cũng như là theo dõi, có thể sử dụng từ xa điều khiển anh em mua mấy trăm cái máy lọc không khí thì đều điều khiển bằng phần mềm là e-link trên máy tính cũng được. Ở đấy,
Nói thêm một chút là cái cảm biến chất lượng không khí ở đây cũng là dạng module. Đây các bạn đã thấy là nó ngay phía sau. Đó. Các bạn hoàn toàn có thể tháo ra như thế này để đo lường tại nhà thì nó lại hết sức là đơn giản luôn. Anh em thấy không? Cái gì có giá của nó? Máy lọc không khí giá cao như vậy nhưng mà tại sao? Bởi vì tất cả các sản phẩm này đều là nhập khẩu và có giá trị rất cao. Giống như kiểu anh em mà đi so sánh một chiếc BMW và một chiếc Mercedes vậy. Thì như con C300 AMG đáng lẽ ra là bằng 330i đúng không ạ? Nhưng thực chất nó chỉ bằng 320 thôi. Nguyên nhân là sản phẩm kia là xe nhập khẩu nguyên chiếc, Mercedes thì lắp tại Việt Nam. Cái sản phẩm này tương tự, nhưng bù lại chất lượng và những cái độ bền này đã được khẳng định và qua kiểm định rất là gắt gao của bên EU rồi. Nên giá thành của nó là rõ ràng là dành cho những người cũng phải có điều kiện. Như bạn nào nhà to, hoành tráng, những cái người mà mua chiếc máy lọc không khí 40 triệu đồng, họ sẽ không bao giờ chê nó đắt. Bởi vì người mua thực ấy, họ đâu có chê đâu. Giống như cái cách mà chúng ta cứ chê iPhone đắt, bỏ ra phí tiền, nhưng mà nó vẫn bán số 1 thế giới đấy thôi. Nói như vậy để cho các bạn thấy rằng là sản phẩm công nghệ rất đa dạng cũng như là rất là tuyệt vời. Mình hôm nay may mắn mượn một sản phẩm về để trên tay, tại vì đã trở thành một cái kênh làm về tài chính mà dùng mấy con máy lọc không khí 2-3 triệu người ta cười vào mặt cho, ai còn tin vào những cái livestream của chúng tôi nữa. Nên hôm nay mượn một chiếc máy lọc 40 triệu đồng về để cho thấy làm tài chính nó giống như thế nào. Các bạn anh em đã theo dõi video của kênh Binance International. Hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Anh em nhớ truy cập vào link mô tả bên dưới tham khảo chi tiết về giá bán nhé. Thực ra cái giá này là cái giá mà tôi chia sẻ với các bạn thôi, còn giá bán còn bị thay đổi về thị trường rất là nhiều, về các lõi lọc anh em lựa chọn nữa cơ. Quá xịn đúng không?